Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh An Hồ Vlog. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách khi mà nhà chúng ta có một cái son nồi nó bị lủng đó các bạn, nó bị lủng lỗ, thì bạn sẽ vứt bỏ cái nồi. Thì đối với những người mà thu nhập ít đó, thì họ cũng hơi tốn kém nha các bạn, phải mua nồi mới nha các bạn. Thì có cách, mình có một cách đơn giản, chỉ cần 1 phút 30 giây là biến cái nồi lủng thành một cái nồi lành, có thể nấu ăn được, không sợ lủng nha các bạn. Thì đây mình xin giới thiệu, đây là cái miếng dán nồi. Dán nồi thì mình tình cờ mình có mua được cái miếng này ở chợ. Thì bây giờ mình sẽ dán thử cho các bạn xem nha. Thì mình cũng có hai cái nồi mình bỏ lâu rồi mà đều hôm nay mình dán, mình lấy ra mình dán cho các bạn xem. Đây cái nồi, bạn muốn biết sáng nó bị lủng chỗ nào á thì bạn sẽ quay lên cái hướng mà mặt trời á, nó lủng chỗ nào thì cái ánh sáng nó sẽ sáng lên. Đây các bạn thấy không, nè đó. Nhìn kỹ nha, đó thấy chưa đó, cái chỗ mà nó điểm sáng đó. Rồi thì mình xác định được cái chỗ này nè, nó thì mình sẽ giờ mình sẽ dán nha, cắt một cái miếng. Đây mình sẽ lấy cái miếng này, trong đây nó có một miếng giấy nhám để mình đánh cái chỗ lủng á, rồi mình sẽ dán lên. Rồi giờ mình sẽ lấy cái miếng ra, rồi ok, đây mình sẽ cắt một cái miếng nha để mình xem nó bao lớn. Đây nó nằm ngay chỗ vị trí này nè các bạn, đó nằm ở trên đây. Thì bây giờ mình sẽ cắt một cái lỗ khoảng chừng ngón tay ha. Rồi mình cắt, mình sẽ cắt nó, mình sẽ dán hai lớp, một lớp là cái ô vuông nhỏ. Một cái ô vuông nhỏ đây, và mình sẽ cắt tiếp một cái miếng ô vuông to hơn ở bên đây, gấp đôi luôn ha. Đó, xong rồi. Đây mình có hai miếng nha các bạn, miếng bự miếng nhỏ. Rồi bắt đầu mình sẽ chà giấy nhám vô cái lỗ nè, cái lỗ nha. Mình sẽ chà cái nhám để cho nó dán nó chắc hơn các bạn. Giờ mình sẽ đánh tiếp nha các bạn. Cho nó sạch rồi mình mới dán, mình cho nó chắc. Nói chung là cũng chà sơ sơ được rồi,
quan trọng là ngay cái lỗ. Rồi vụ sạch rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái miếng nhỏ dán nha, có ngay vị trí này nè đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái miếng nhỏ lột keo thôi, lột keo thôi chứ không có gì hết đó các bạn. Nó vẫn lét à. Đó. Đó. Nè. Bạn thấy không? Đó, xong mình cái dán lên luôn. Đây, đây thực tế cho các bạn xem nha. Mình sẽ dán lên nè. Đó. Ok. Một lớp rồi nha. Nhưng một lớp cũng được nha các bạn, nhưng mà mình muốn chắc chắn thì mình sẽ dán thêm một lớp nữa bự hơn. Đó, dán lên. Dán lên nữa, bao là không lủng luôn. Thì trừ khi mà bạn hâm hay gì nó cháy nồi thì cái đó chuyện đó lủng bình thường. Rồi nha các bạn, giờ mình dán tiếp cái tấm thứ hai nha, là chắc cú luôn ha. Đó. À, dán lên nè. Đó. Giờ mình sẽ ép nó xuống. Thấy các bạn, các bạn thấy nó dính chắc nè. Bây giờ mình sẽ thử đun lửa cho các bạn xem nha, để các bạn sợ nó cháy nha. Rồi. Ok, mình dán một cái nồi cho các bạn xem nha. Đó. Bên dưới thì bạn muốn dán cũng được, còn không cũng không sao nha các bạn. Cái này do mình kỹ thôi. Không, là mình sẽ dán luôn cho các bạn yên tâm. Bề nào cũng được hết. Bề này nó hơi sống. Đợt trước mình có dùng rồi, nhưng mà mình sẽ quay cho các bạn xem lại thôi. Dùng cũng cả mấy năm luôn các bạn. Nói chung là khó lủng lắm. Này các bạn, nào dán tiếp nè. Đó, thấy chưa? Đó các bạn, bao chắc luôn, có nước nha, có nước nấu đồ ăn đồ mới được nha, còn nấu cái nồi không thì nó cháy là cái chuyện bình thường nha các bạn. Cái nồi bình thường đốt còn cháy, nói chi là dán cái miếng này ha. Rồi đó, thấy không các bạn? Thấy, giờ bây giờ mình sẽ nấu nước cho các bạn xem nha. Các bạn ơi, thì đây là cái nồi mình đã bắt lên bếp ga nha các bạn. Mình sẽ chế nước vào. Đó, mình sẽ chế nước vào nha. Và mình sẽ bật bếp ga lên. Rồi các bạn nhìn thấy nè. À, các bạn thấy nhìn lên thấy lửa chưa? Đó. Đó, lửa đó. Đó. Rồi rất là lớn luôn, nó hồng đó giờ. Rồi mình sẽ xem cái nồi nha, xem cái nồi như thế nào nha. Đó. Mặc dù cái nồi nước nó nóng, mình đứng ở đây mình cảm nhận nó nóng đó,
Nhưng mà cái miếng á, cái miếng dán á, nó vẫn là không có gì thay đổi. Bạn chờ để cho nước nó sôi ha, để cho mình an tâm. Chờ xíu, hơi nóng, có hơi nóng, mình sẽ zoom lên để cái máy xa xa chút. Nó bắt đầu có bọt rồi đó, hơi nóng nha. Cho bạn sôi nước rồi cái nồi nó vẫn ok. Đây mình chế hơi hơi nhiều nhiều nước đó, các bạn thấy thấy khói bốc lên chưa? Đó, có những hạt nước li ti đó, có những hạt nước li ti đó, sôi rồi đó. Đó, nước và cái này làm từ cái nguyên liệu sạch các bạn. Bạn chỉ cần rửa nồi sạch sau khi mà mình dán á, thì nước mình ăn uống đều ok hết đó đó, đó. À, thấy không? Khi mà nấu cái lần đầu tiên á, thì các bạn thấy nó có vẻ hơi phồng phồng đó, nhưng mà nó không có bị gì hết khi mà mình ngưng đun nữa đó, chắc nước ra thì nó dính vĩnh viễn luôn, không có bị hư hao gì đó các bạn. Đó các bạn thấy chưa, rất là ok nha. Đó sao ụt luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ chế cái ra cái nước, chế nước ra. Đấy, các bạn thấy nóng dữ không, đỏ luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và xem thử chế nước ra, sau đó xem cái đếp vẫn sao nha. Rồi tắt nè, nó vẫn im ru nha, im ru và rù không sao cả. Đó rồi mình sẽ chế nước ra ngoài nha. Rồi ok, chúng ta xem như thế nào. Đó ok, mình sẽ múc miếng nước, không thấy lạnh ha. Rồi ok, thì nồi đó, vẫn ok nè, thấy chưa, không có gì hết đó. Yeah. Chỉ là nó hơi phồng thôi, nhưng mà không có bị gì cả. Đó. Nấu ăn vô tư luôn. Lại mình dán hai miếng á, hai miếng với một miếng thì cũng ok nha các bạn. Rồi thì mình chia sẻ cho các bạn cách mà phục hồi cái nồi bị lủng thành một cái nồi xài được nha. Đó. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh mình nha. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.